Vova và Natasha, một cô bạn rất thân, học mẫu giáo với Vova, đang ở nhà xem phim cùng với ông nội. Đến cái đoạn người ta làm những cái hành động của người lớn, thì ông nội không cho hai đứa xem nữa, bảo quay đi. Vova vẫn quay lại và hỏi ông: "Ông ơi, trên phim người họ đang làm gì đấy?" Người ta đang chữa một cái căn bệnh nào đó, cháu ạ. Vova quay sang thì thầm nói nhỏ với Natasha: "Tội nghiệp quá, ông già rồi mà vẫn còn ngây thơ quá. Hay là chúng mình nói cho ông biết đó là bệnh gì đi." Bố Vova đến đón con ở nhà trẻ. Vào phòng thứ nhất có biển đề: "Học sinh ngoan", không thấy Vova đâu. Vào phòng thứ hai có biển đề: "Học sinh trung bình", chẳng thấy Vova đâu. Phòng thứ ba có biển đề: "Học sinh cá biệt", nhưng vẫn không thấy Vova. Đến phòng thứ tư: "Học sinh đặc biệt hư hỏng", nhưng vẫn không có Vova. Ông liền đi đến cuối hành lang, thấy có một căn phòng nhỏ, trên đó có biển đề: "Vova". Vova thường ngồi chung xe buýt cùng với Natasha. Một hôm Vova lấy hết dũng cảm, dúi cho Natasha một mảnh giấy. Trên mảnh giấy viết: "Tôi rất thích bạn. Nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mảnh giấy cho tôi. Còn nếu không đồng ý thì bạn hãy vứt nó qua cửa sổ." Một lúc sau, Natasha chuyển lại mảnh giấy cho Vova. Vova mừng lắm, dở ra xem. Mảnh giấy có ghi: "Không mở được cửa sổ". Cô giáo hôm nay vào lớp với một chiếc áo mới, và trên ngực áo có thêu bông hoa hồng vô cùng xinh đẹp. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo vui lắm, liền hỏi: "Các em này, bây giờ các em cho cô biết đó là hoa hồng thì sống bằng gì?" Vova nhanh nhẩu xung phong: "Dạ thưa cô, hoa hồng sống bằng sữa ạ." Cô giáo thẹn đỏ mặt, liền đuổi Vova ra đứng ngoài hành lang. Thấy thầy hiệu trưởng đi ngang qua, thầy hiệu trưởng thấy Vova đang vật vờ ở đó và khóc mếu máo. Thầy hiệu trưởng hỏi: "Vova, có chuyện gì mà em khóc?" Dạ thưa thầy, cô giáo hỏi hoa hồng sống bằng gì, em trả lời hoa hồng sống bằng sữa, nên cô giáo đuổi em ra đây đứng. Vova, hoa hồng đấy thì được sống bằng phân và nước tiểu, hiểu chưa? Dạ, nhưng mà thầy ơi, em đâu có nghĩ rằng là cái rễ của nó lại dài như thế. Từ trên ngực xuống. Vova vào lớp 1. Để buổi học đầu tiên của các em được thú vị, cô giáo bắt đầu bằng một trò đố vui. Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi: "Bây giờ cô đố các em, ở nhà chúng ta đó, cái gì bằng gỗ mà lại có bốn chân nào?" Vova nhanh nhẩu: "Dạ thưa cô, cái ghế ạ." Em nghĩ cũng có lý, nhưng mà ý của cô thì đó là cái bàn. Rồi cô giáo tiếp: "Bây giờ nhá, ở nhà mình đó, con gì mà có bốn chân mà chúng mình hay vuốt ve nó nào?" Vẫn là Vova: "Dạ thưa cô, con chó ạ." Cô giáo bắt đầu bực mình: "Em thì nghĩ như vậy, nhưng mà theo ý cô thì đó là con mèo." Vova liền xung phong và đặt một câu hỏi cho cô giáo: "Cô giáo ơi, em đố cô nhé, cái gì mà đàn ông hay giấu ở trong quần, lâu lâu lấy ra sử dụng, nó dài dài, tròn tròn, đầu đỏ đỏ?" Chưa hết câu, cô giáo giận đỏ mặt quát Vova: "Vova, sao em dám nói bậy nó bạ như vậy?" Nước mắt lưng tròng, Vova thút thít và nói: Cái của cô nghĩ cũng có lý, nhưng mà ý của em thì đó là cái que diêm mà." Natasha đi học về hớn hở
khoe với mẹ. Mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 2 đồng đó. Ở đâu ra thế con? Dạ mẹ ơi, thằng Vô Va nó đố con trèo lên cây, mỗi lần mà trèo lên cây thì nó cho con 1 đồng. Ôi Natasha của mẹ ơi, con bị thằng Vô Va nó lừa rồi. Nó bảo con trèo lên cây để nó nhìn cái quần chip của con đấy. Mẹ ơi, con đâu phải đứa ngu. Sao hả con? Con biết âm mưu của nó nên hôm nay con đâu có mặc quần chip. Bài tập làm văn của Vô Va chỉ viết đúng 1 dòng thôi. Cô ơi, em yêu cô. Cô giáo đọc xong tủm tỉm cười và viết lại cho Vô Va. Nhưng mà Vô Va ơi, cô không thích trẻ con. Vô Va lại viết lại gửi cho cô giáo. Cô ơi đừng lo, chúng mình sẽ có biện pháp để phòng ngừa mà. Lớp học đang yên tĩnh, bỗng có một luồng gió nhẹ ùa vào lớp, váy của cô giáo bay lên và cả lớp ồn ào xì xầm to nhỏ. Cuộc khẩu cung bắt đầu. Misa, em vừa nhìn thấy gì? Dạ thưa cô, váy của cô bay lên, em chỉ nhìn thấy mỗi bắp chân của cô thôi. Misa, đuổi học em 1 ngày. Còn bạn Mai Ca, vừa rồi váy cô bay lên em nhìn thấy gì? Dạ thưa cô, em nhìn thấy đầu gối của cô. Đuổi học em 1 tuần. Thế còn xa xa, váy cô bay lên em nhìn thấy gì? Thưa cô, em nhìn thấy đùi của cô. Xa xa, đuổi học em 1 tháng. Bạn Vô Va đi đâu vậy? Vô Va cắp cặp đi ra đến cửa và quay lại. Xin chào tất cả các bạn. Hu hu, hẹn gặp lại các bạn 1 năm nhé. Ngày thi học kỳ môn vấn đáp, thầy giáo kiểm tra Vô Va. Vô Va, em có biết ở trong cái phòng của mình có bao nhiêu cái bóng đèn không? Vô Va nhìn khắp phòng rồi tự tin trả lời. Dạ thưa thầy, có 4 cái ạ. Thầy giáo liền rút ra trong túi 1 cái bóng đèn và nói. Vô Va, 5 cái nha. Kỳ thi sau lại đến, Vô Va tiếp tục gặp lại ông thầy nọ, lần này vẫn câu hỏi cũ. Thầy hỏi: Vô Va, có bao nhiêu cái bóng đèn ở trong phòng ha? Vô Va tự tin: Dạ thưa thầy, 5 cái ạ. Thầy giáo: Vô Va, em lại sai rồi. Năm nay thầy không mang theo cái bóng đèn nào cả. Vô Va: Dạ thưa thầy, nhưng mà em có mang theo mà. Vô Va lấy 1 cái bóng đèn trong túi mình đưa cho thầy giáo. Thầy giáo cảnh cáo các bạn học sinh: Các em này không bao giờ được hôn động vật nha. Như vậy sẽ bị lây rất nhiều những thứ bệnh. Em nào có thể lấy 1 ví dụ cho thầy? Dạ thưa thầy, em ạ. Vô Va đứng dậy. Dạ thưa thầy, cô của em luôn hôn con vẹt của mình. Thì sao chứ Vô Va? Dạ, con vẹt bị phát điên. Natasha, Anto và Vô Va ngồi nói chuyện với nhau. Chú tớ là thầy giáo đấy, nên nhá, ai gặp chú tớ cũng phải gọi thầy ơi, thầy ơi. Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ làm cha xứ, ai gặp chú tớ cũng phải gọi thưa cha, thưa cha. Đến Vô Va: Chú của tớ ai gặp cũng phải gọi ạ. Chúa ơi, chúa ơi, ôi chúa ơi. Thế chú cậu làm nghề gì? Chú của tớ là chùm khủng bố. Ôi chúa ơi, chùm khủng bố. Nhiều lần vô tình cô giáo để ý thấy Vô Va mỗi lần vào trong toilet đi ra thì đều rửa tay. Cô lấy làm vui lắm, liền tập hợp các bạn ở trong lớp đến để tụ tập
quan sát để học hỏi cái tính gương mẫu của bạn Vova. Hôm nay cô giáo và cả lớp đợi ở bên ngoài toilet. Thấy Vova vào toilet xong chạy thẳng ra ngoài, không có rửa tay. Cả lớp ùa lên. Cô giáo ơi, cô giáo nói dối bọn em. Bạn Vova đâu có rửa tay. Cô giáo ngạc nhiên liền chạy theo Vova và hỏi. Vova, sao hôm nay em vào toilet em lại không rửa tay? Vova trả lời. Dạ thưa cô, vì hôm nay em có mang theo giấy vệ sinh mà. Ừ. Mọi hôm thì không nên ạ. Trong giờ học tiếng Nga, Vova ngồi bàn đầu cứ loáy hoáy ngó nghiêng với cái bút bi, thỉnh thoảng lại bấm tách tách. Cô giáo thấy vậy bực quá, liền quát. Vova, em đang làm cái gì vậy? Không được mất trật tự. Dạ vâng thưa cô, nhưng mà cô giáo ơi, em không hiểu. Vova không hiểu cái gì? Dạ thưa cô, cái bút này, cái bút là giống cái nhá. Cái ruột bút là giống đực. Thế tại sao lại không có trẻ con ở trong này? Cô giáo đỏ mặt. Vova, em cút ra khỏi lớp. Mời ngay phụ huynh đến đây nếu em còn muốn quay lại lớp nhá. Vova thất thểu về nhà nói với bố. Bố ơi, cô giáo mời bố lên trường đấy. Có chuyện gì? Con hỏi cô giáo, cái bút là giống cái ruột bút là giống đực. Vậy tại sao ở trong cái bút lại không có trẻ con? Bố Vova lập tức tháo tung cái bút ra. Một lúc sau, ngó nghiêng, rồi thốt lên. đây. Tất cả là tại cái này. Trong này đấy, có một cái lò xo ở trong nó. Nhá. Yeah. Vova đang đi trong hành lang của trường, mang theo quả địa cầu to tướng, thì gặp cô giáo. Vova, em đi đâu vậy? Dạ thưa cô, em đi vệ sinh. Đi vệ sinh ạ? Em mang theo quả địa cầu làm gì? Cô ơi, cô có biết cái cảm giác sung sướng thế nào khi mình mà ị lên cả thế giới không? Cả lớp đi tham quan tại một công trường. Vừa đến nơi thì xảy ra một vụ tai nạn. Một công nhân bị rơi từ tầng 4 của ngôi nhà mới xây xuống đất. Sau buổi tham quan, cô giáo mới tập trung tất cả các bạn học sinh lại để chúng ta rút ra một bài học dựa trên cái trường hợp. Theo các em thì vì sao chú công nhân vừa rồi lại bị ngã nào? Masa giơ tay. Dạ thưa cô, vì chú công nhân không tuân thủ luật an toàn lao động ạ. Ôi giỏi quá Masa. Thế còn cô Lia? Dạ thưa cô, có thể chú ấy bị cảm ạ. Ờ cũng có thể như vậy, giỏi lắm cô Lia. Thế còn bạn nào biết nào? Vova giơ tay. Dạ thưa cô, bởi vì chú ấy chửi mẹ em ạ. Ồ Vova, tại sao chửi mẹ em lại bị ngã? Dạ thưa cô, chú ý bảo như thế này. Mẹ cái thằng kia, đừng có dùng cái thang nữa. Dùng cái thang. Một hôm Vova đi chơi và nhặt được một chiếc ví, Vova liền gọi điện đến chương trình quà tặng âm nhạc trực tiếp. Dạ thưa quý đài, hôm nay cháu nhặt được một chiếc ví đấy, trong đó có 500.000 đồng. Phát thanh viên nhỏ nhẹ. Vâng, vậy bây giờ bạn nhỏ của chúng tôi muốn chúng tôi giúp gì nào? Chú ơi, cháu kiểm tra trong ví thì thấy có một cái tấm danh thiếp có tên tuổi của người bị mất đấy. Bây giờ cháu muốn tặng cho cái người có cái địa chỉ trên một bài hát mang tên Mất Thật Rồi, kèm theo một lời cảm ơn chân thành ạ. Cô giáo hỏi Vova. Vova, sao hôm qua em lại không đi học? Vova giải thích. Dạ thưa cô, vì hôm qua mẹ em giặt mất cái quần chip của em, mà em có mỗi một cái ạ. Vậy à, được rồi Vova. Ngày hôm sau cũng không thấy Vova đi học. Tới một ngày tiếp theo, cô giáo hỏi Vova. Vova, thế hôm qua không lẽ mẹ em lại giặt cái quần chip của em à? Dạ thưa cô, không ạ, em đâu có nhiều quần chip như vậy. Hôm qua trên đường đến lớp, khi đi ngang qua nhà cô
thì em nhìn thấy cái quần jean của cô đang phơi ở trên dây, nên em nghĩ mình đến trường làm gì khi cô không có ở trường. Hôm nay Vova đi học về, mặt cậu ta buồn thiu à? Bố Vova thấy vậy liền hỏi. Vova, sao mặt lại cái bí xệ như vậy? Chuyện gì? Dạ thưa ba, con bị điểm không môn toán. Ừ, tại sao lại bị điểm không? Dạ thưa ba, cô giáo hỏi 2 cộng 2 bằng mấy? Con trả lời bằng 4. Ừ, là đúng mà. À, sao nữa? Dạ sau đó cô giáo lại hỏi 2 nhân 2 bằng mấy? Thế thì khác đất với nhau. Vâng, con cũng trả lời giống bố đấy. Ồ. Dạ vâng, khác đất với nhau. Vova học lớp 3, mến một cô bé lắm, học cùng lớp, nhưng mà không dám nói. Nhưng mà để lâu thì không chịu được. Một hôm cậu ta đánh bạo, gửi cho cô bạn một mảnh giấy, có ghi: Bạn ơi, mình thích bạn lắm, chiều nay mình với bạn ra công viên, bạn cho mình cầm tay nhé. Lập tức Vova nhận được một mảnh giấy tương tự từ phía cô bạn. Đáp lại, cô bạn có ghi: Nếu mà ra công viên mà chỉ cầm tay đó, thì xin mời cậu Vova xuống lớp 1 mà học nhé. Bố của Vova bị cô giáo mời đến lớp. Khắp mình ông ta dán đầy bông băng thuốc đỏ. Ông bố vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng cô giáo đang kể tội con trai mình. Bác xem đây, em Vova đấy, em mới vẽ cái con ruồi lên trên cái đinh. Tôi lại tưởng là con ruồi, tôi mới đập một cái, máu me me be bét ở tay tôi đây này. Trời ơi, tưởng chuyện gì thưa cô. Thưa cô nhìn đây này. Đây này, người tôi đây, máu me rồi là bông băng thuốc đỏ. Đây là hậu quả của cái việc mà cái thằng Vova nó vẽ hình mẹ nó lên cái đống thủy tinh đấy. Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và cái khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi. Cô mới đưa ra mấy câu hỏi như sau. Các em hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất cứng nào? Dạ thưa cô, bê tông ạ. Tốt. Nhưng mà nó có thể còn là nhựa đường nữa, đúng không nào? Thế còn cái gì màu vàng và ở trên cánh đồng? Dạ thưa cô, con bò ạ. Đúng rồi. Nhưng mà nó có thể là cánh đồng rơm, phải không nào? Vova nghe vậy lầm bầm từ phía cuối lớp. Vova, em nói gì vậy? Đứng lên xem nào. Dạ thưa cô, thế em hỏi cô một câu được không? Được chứ Vova. Thưa cô, cái gì trước khi cho vào miệng á thì nó cứng, thẳng và khô ráo, nhưng mà sau khi mà ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong keo và bị ướt nhem. Cô giáo đỏ mặt ngượng ngùng, thẹn thùng, tiến thẳng đến Vova tát búp Vova một cái. Vova, em hư quá. Dạ thưa cô, cái của cô nghĩ cũng đúng đấy, nhưng mà nó có thể còn là cái kẹo cao su nữa mà. Hôm nay thấy Vova đi học về, mặt cậu ta lại buồn thiu. Bố Vova lại hỏi: Vova, sao hôm nay lại buồn vậy con? Bố ơi, hôm nay con lại bị điểm không môn sinh vật. Lại điểm không? Sao vậy? Cô giáo đưa ra câu hỏi đó là tìm 2 ví dụ về loài động vật có vú mà lại biết bay. Con mới trả lời: 1, đó là con rơi. Ồ, giỏi đấy chứ. Và 2, đó là cô tiếp viên hàng không. Ồ. Lớn lên, Vova quyết định không chọn nghề bác sĩ mà lại đi theo nghề giảng đạo. Buổi giảng đầu tiên, Vova hỏi giáo dân: Các con cho ta biết, hôm nay
ta sẽ giảng cái bài gì? Dạ không biết ạ thưa cha. Thế nếu các con chưa biết gì về cái ta giảng hôm nay thì ta có giảng cũng vô ích. Nói rồi ông Vô Va đi thẳng về nhà. Ngày hôm sau Vô Va lại hỏi như hôm trước, toàn thể giáo dân đồng thanh: Dạ có biết ạ. Nếu mà các con đã biết rồi thì nếu ta có giảng thì cũng là vô ích. Nói rồi Vô Va lại đi ra ngoài và đi thẳng về nhà. Đến ngày thứ ba, Vô Va hỏi như hai ngày trước. Hôm nay rút kinh nghiệm, lần này các giáo dân chia ra hai nửa, một nửa trả lời không, một nửa trả lời có biết. Vô Va tiếp: Vậy thì đấy, cái nửa mà đã biết rồi thì xin mời giảng cho cái nửa mà giáo dân chưa biết. Nói xong Vô Va lại cắp đít về nhà. Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối khi cả lớp đã ngủ, cô hướng dẫn viên cứ thấy Vô Va chằn chọc mãi chả ngủ được. Vô Va, làm sao mà em không ngủ vậy? Dạ thưa cô, em không ngủ được bởi vì ở nhà tối nào trước khi đi ngủ em cũng phải sờ rốn của mẹ em mới ngủ được. Ôi Vô Va, thôi được rồi, vậy cô cho em sờ rốn rồi đi ngủ nhá. Đang đêm, cô hướng dẫn viên thấy nhột nhột quá, bèn bảo: Vô Va, đấy không phải là cái rốn của cô đâu. Vô Va: Dạ vâng thưa cô, em biết rồi, nhưng mà đấy cũng không phải là cái tay của em đâu. Giữa trưa nắng, Vô Va đèo một cô bé trên một chiếc xe đạp mini nhỏ tí à. Mặt cậu bé tỏ ra giận dỗi, hờn ghen. Này, tại sao chiều hôm qua em lại đi chơi đồ hàng với cả cái thằng Toàn ở lớp 2? Ồ, biết ghen ta, biết ghen với tôi ta. Trong giờ sinh vật, giảng về con ngựa, cô giáo hỏi: Các em cho cô biết con ngựa mà chạy rất nhanh thì gọi là gì? Vô Va xung phong: Dạ thưa cô, gọi là nước đại ạ. Giỏi lắm Vô Va. Thế còn con ngựa mà chạy chậm? Dạ thưa cô, con ngựa chạy chậm thì gọi là nước tiểu. Một sáng nọ, Vô Va đến lớp rất trễ. Cô giáo thấy vậy liền hỏi: Vô Va, mọi khi em đi học rất đúng giờ, sao hôm nay em lại đi học trễ? Dạ thưa cô, bởi vì có hai chị hàng xóm nhà em cãi nhau. Hai chị hàng xóm nhà Vô Va cãi nhau thì liên quan gì đến việc mà em đi học muộn nào Vô Va? Dạ thưa cô có chứ, bởi vì như thế này nhá, có một chị này cứ đòi lột quần của chị kia, em thì em cứ đứng chờ mãi để xem. Trong giờ học, thầy giáo: Ai mà tự nhận mình ấy là kẻ ngu ngốc thì đứng lên. Cả lớp im lặng. Một hồi sau, Vô Va đứng lên. Thầy giáo thấy vậy liền hỏi: Vô Va, sao em lại tự nhận mình là kẻ ngu ngốc? Vô Va: Dạ thưa thầy không ạ. Nhưng mà tại vì em thấy thầy đứng một mình nó kỳ quá. Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh: Các em cho cô biết tại sao con cá thờn bơn nó lại dẹt nào? Vô Va giơ tay: Dạ em thưa cô, con cá thờn bơn bị dẹt là bởi vì nó bị con cá voi hiếp ạ. Cô giáo không kiềm chế nổi: Vô Va, em biến ngay khỏi lớp cho cô. Còn các bạn, chúng ta tiếp tục nào. Bây giờ ai cho cô giáo biết tại sao mắt con tôm nó lại to và nó lại lồi ra như vậy? Cả lớp im lặng.
Vova đi ra tới cửa nhưng vẫn ngoái lại. Thưa cô, tại vì khi con thần bơn bị con cá voi hiếp thì con tôm nó ở gần đó và nó đã trông thấy tất cả. Vova đứng dưới sân nhà tập thể gọi lớn lên. Natasha, Natasha ơi, tớ cần cậu với tư cách một người phụ nữ thật sự. Natasha ơi, cậu xuống đây với tớ nhé. Mẹ của Natasha nghe thấy vậy, thò đầu ra ngoài và mắng. Con cái nhà ai? Tí tuổi đầu mà cần người phụ nữ à? Không biết con cái nhà ai mà hư hỗn thế. Dạ cô ơi, cháu cần thật sự mà. Bởi vì quả bóng của bọn cháu bay vào nhà vệ sinh nữ. Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học Anh văn. Một ông ngồi cạnh Vova. Cô giáo mới đi dạy, bởi vậy hồi hộp lắm. Cô giáo: Bây giờ cô sẽ viết một câu tiếng Anh lên bảng. Các em hãy cố gắng dịch ra tiếng Nga cho cô nhé. Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi xuống. Cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết. Nào, bây giờ bạn nào có thể dịch ra tiếng Nga câu này cho cô nào? Vova ngay lập tức giơ tay. Cô giáo thì sợ lắm, nhưng mà nhìn quanh lớp thì chả còn ai ngoài Vova giơ tay. Cô đành phải gọi Vova. Vova trả lời: Dạ thưa cô, câu này được dịch ra như sau ạ. Giá như cái váy nâng ngắn hơn một tí nữa thì tốt quá. Cái gì? Cô giáo tức giận: Vova, em biến ra khỏi lớp cho cô. Vova mặt mày bí xị, gom sách vở xong, nắm tay thành một cái nắm đấm, dứ vào mặt cái ông thanh tra ngồi kế bên và lẩm bẩm: Này, lần sau á, nếu mà đã không biết đừng có bày đặt nhắc bài người ta nhé. Ngày hôm sau vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp: Các em cho cô biết cái gì nhẹ nhất? Cả lớp nhao nhao, đứa thì bảo là sợi bông, đứa thì bảo là tờ giấy, đứa thì bảo là cái bông hoa, nhưng mà đều sai hết. Lúc đó Vova liền giơ tay phát biểu, cô giáo mới bảo: Bạn Vova là rất hay nói bậy, cô không cho phát biểu đâu. Nhưng mà thưa cô, em biết cái đó mà. Chờ một lúc không còn ai khác giơ tay, cô giáo đành phải gọi Vova. Vova em nói đi, nhưng mà không được nói bậy đó. Dạ thưa cô, cái nhẹ nhất là cái ấy ạ. Cô giáo đỏ mặt. Vova, ra góc lớp đứng chứ cô, quay mặt vào trong tường. Vova đi ra góc lớp nhưng mà vẫn ngoái lại. Thưa cô, em nói đúng mà, cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà không tài nào hạ xuống được. Cô giáo lại tiếp. Bây giờ các em cho cô biết cái gì là nặng nhất. Cả lớp lại nhao nhao, đứa thì bảo là bê tông, đứa thì bảo là tòa nhà, đứa thì bảo là trái đất, nhưng mà đều sai cả. Lúc đó Vova đang ở góc lớp quay lại. Cô ơi, em biết cái đó đó. Cô giáo: Vova, lại định nói bậy gì nữa hả? Thưa cô, em biết cái đó thật mà. Bố em bảo cái mà nặng nhất cũng chính là cái ấy. Bởi vì khi mà nó hạ xuống rồi thì đố thằng nào có thể bê nó lên được đấy. Vova chạy vào nhà và hỏi mẹ: Mẹ ơi, trẻ con được sinh ra như thế nào hả mẹ? Bà mẹ bối rối nghĩ bụng: Cái thằng con này chưa đến cái tuổi giáo dục giới tính, nên bèn nói: Trẻ con là do một con cò mang đến cho các ông bố và bà mẹ nuôi con ạ. Vova nghe xong liền chạy ra ngoài và nói với Natasha đang đứng ở góc sân: Thấy chưa? Thế mà em cứ lo, chúng mình làm lại nhé. Trong giờ hình học, cô giáo vẽ một cái đường tròn và một cái đường kính rồi đố học sinh.
Bây giờ cô đố bạn nào biết cô vẽ hình gì nào? Vô Va liền xung phong. Dạ thưa cô vẽ cái mông. Cô giáo tức giận, bực mình, bỏ ra ngoài lớp rồi lên gặp thầy hiệu trưởng. Thưa thầy hiệu trưởng, học sinh lớp tôi hư quá thầy ạ. Sau đó cô giáo cùng thầy hiệu trưởng quay lại lớp. Bước vào lớp, thầy hiệu trưởng nhìn đám học sinh rồi hầm hầm quát. Đám học sinh các cậu là một lũ lếu láo, hỗn xược. Cô giáo mới đến dạy mà các cậu đã hỗn láo thế ạ. Nói rồi thầy bỗng nhìn lên trên bảng. Mà, đứa nào vẽ cái mông lên bảng đây? Lại thầy đấy. Trong giờ học vẽ, các học sinh đang tập trung vẽ xem ai vẽ nhanh hơn. Natasha thì vẽ chú gấu Misa, Petia thì vẽ cây thông, còn Vova thì vẽ một dấu chấm. Cô giáo rất ngạc nhiên và hỏi Vova. Vova, em vẽ hình gì vậy? Nó có ý nghĩa gì? Vova. Dạ, dấu chấm này là sự hoảng sợ. Sao đó lại là sự hoảng sợ? Cô giáo hỏi. Vova trả lời. Dạ thưa cô, bởi vì chị gái nhà em ngày nào cũng đánh một dấu chấm lên tờ lịch, nhưng mà dạo này không đánh nữa, bố mẹ em ai cũng hoảng sợ. Trong giờ học, các em cho cô biết số nào là số gợi cảm nhất. Vova chả cần suy nghĩ, giơ tay xung phong. Dạ thưa cô, đó là số 21593. Cô giáo ngạc nhiên lắm, liền hỏi. Vova, 21593 tại sao lại là số gợi cảm? Dạ thưa cô, đơn giản thôi ạ. Bởi vì nếu một cặp nào đó cùng làm một việc thì trong vòng không quá 5 tuần họ sẽ hiểu rằng 9 tháng sau sẽ xuất hiện người thứ 3. 521593. Vova dắt em nó đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh của nữ, rồi mang ra quầy tính tiền. Thấy lạ quá, cái cô thu ngân mới nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, rồi không nén nổi sự tò mò nữa. Cô thu ngân hỏi. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu lên 8. Vova đáp. Cô thu ngân hỏi tiếp. Thế cháu có biết cái thứ này để làm gì không? Dạ thưa cô, cháu không rõ lắm. Nhưng mà thứ này không phải để cho cháu, mà là để cho em cháu ạ. Vova chỉ tay vào đứa em đi bên cạnh. Cho em cháu ? Cô gái tròn xoe mắt. Dạ đúng thế, nó lên 4 tuổi. Chúng cháu xem trên TV và thấy người ta nói rằng nếu sử dụng thứ này thì có thể bơi và đi xe đạp. Mà em cháu thì chưa biết cả hai thứ ấy ạ. Dùng cái loại có cánh thì chúng ta có thể bơi và đi xe đạp. Trong giờ học, cô giáo đang giảng bài về con cò và con gấu. Để mở đầu, cô giáo hỏi học sinh. Cả lớp cho cô biết con gì biết bay nào? Mọi cánh tay đều giơ lên, trong đó Vova là giơ cao nhất. Cô cậu đứng phắt dậy và trả lời. Thưa cô, đó là con chim ạ. Không đúng ý cô giáo hơi bực mình. Em trả lời có lý, nhưng mà ý của cô thì đó là con cò. Cô giáo tiếp. Vậy bây giờ các em cho cô biết con gì sống trong rừng, nhiều lông lá nào? Vova lại tiếp. Dạ thưa cô, là con khỉ ạ. Lần này thì cô giáo bực mình thật sự. Vova, em nghĩ vậy, nhưng mà ý của cô thì đó là con gấu. Các em muốn hỏi gì nữa không? Vova. Thưa cô, cho em hỏi cô một câu hỏi. Thưa cô, vậy em đố cô, cái gì dài dài khoảng 10cm, thụt ra thụt vào mà phụ nữ rất là mê? Cô giáo nghe xong đỏ mặt, liền mắng Vova. Vova, em lại bậy bạ rồi. Thưa cô nghĩ là như thế, nhưng mà ý của em thì đó chỉ là cây son môi thôi mà. Mẹ của Vova sinh em bé, mọi người đến chúc mừng. Ôi, anh giỏi quá, sinh được cả cháu bé kháu khỉnh và giống anh y đúc ấy.
Ê ê, đấy là công của cháu chứ, bố cháu làm gì có công. Vô và xen vào, ông bố tức giận. Này, thằng này láo, ông mày hì hục ngày đêm chứ định công của mày là công thế quái nào. Bố vô và quát. Ờ, đấy là do con lấy cái kim, con chọc thủng bao nhiêu bao cao su mới được như vậy đấy. Cô giáo dặn học sinh mang theo một số các dụng cụ hiện đại trong gia đình để minh họa cho buổi học mang tên Cuộc sống hiện đại. Hôm sau trong giờ học, cô giáo hỏi xem học sinh của mình đã mang theo những vật dụng gì. Natasha: Dạ thưa cô, em mang theo máy Sony Walkman và em có thể nghe nhạc. Đến bạn Boris: Thưa cô, em mang theo một cái mở đồ hộp rất là hiện đại và em có thể mở hộp đựng đồ ăn rất dễ dàng. Cô giáo: Vova, thế em mang theo cái gì nào? Vova: Thưa cô, em mang cái máy trợ tim của ông nội đến ạ. Cô giáo: Thôi chết. Thế ông em có mắng không? Dạ thưa cô, ông không mắng ạ. Ông chả có ý kiến gì đâu. Ông của em chỉ ập ập 2 tiếng rồi tắt thở. Cô giáo: Petia, bố của em làm nghề gì? Thưa cô, kỹ sư ạ. Thế còn bạn Lena, bố của em làm nghề gì? Dạ thưa cô, bố của em làm giám đốc nhà hát ạ. Thế còn Vova, cho cô biết bố em làm nghề gì? Thưa cô, ông ấy chết rồi ạ. Ồ, thế trước khi chết thì ông ấy làm nghề gì hả Vova? Dạ thưa cô, ông ấy rên rỉ ạ. Vova phải trông em để cho bố mẹ đi xuống phố để mua sắm. Cậu ta đành phải cho cu em đi theo cậu ta để đi câu cá. Tối hôm đó, Vova rằn rỗi nói với mẹ: Mẹ ơi, từ nay con không cho em đi câu nữa đâu. Chỉ mất công thôi, chả ăn được con cá nào mẹ. Ồ, em nó quấy khóc á, làm cá sợ phải không con? Lần sau em nó sẽ quen, không quấy nữa con ạ. Không phải thế đâu mẹ, mà là em ý, ăn hết cả mồi câu của con. Cô giáo nói với học sinh: Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ học chữ cái và chúng ta sẽ học vào về chữ cờ nhé. Vô va giơ tay, cô giáo nói: Vô va, em ngồi im đó. Em vẫn còn chưa mời phụ huynh tới gặp tôi, bởi vì cái tiết học về chữ bờ đâu. Sợ. Vova đi chơi với Natasha. Vova chọn một cái ghế đá ngồi xuống. Nhưng mà khổ, đây là lần đầu tiên đi chơi, cậu ta chả biết nói chuyện gì với cả Natasha. Mãi sau, Vova mới hỏi: Natasha này, ấy đang nghĩ gì thế? Tớ cũng nghĩ giống Vova đấy. Bỗng Vova bật cười ha hả: Khiếp, sao cậu nghĩ bậy thế? Trong giờ học, cô giáo: Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem các em thích cái gì trên người cô. Cô sẽ cho biết khi lớn lên thì các em sẽ làm nghề gì. Cô bé Masa: Thưa cô, em thích mái tóc của cô. Ôi, Masa yêu quý, lớn lên em sẽ trở thành một thợ làm tóc nổi tiếng đấy. Tiếp tục đến cậu bé Petia: Thưa cô, cô có đôi mắt rất là đẹp. Cảm ơn Petia. Lớn lên em sẽ trở thành một bác sĩ nhãn khoa giỏi. Vova, nói gì đi chứ, sao mặt em cứ bí xị như vậy? Vova: Thưa cô, em biết nói gì bây giờ? Bố mẹ của em chắc sẽ buồn lắm khi biết lớn lên em chỉ là một công nhân vắt sữa bò ở nông trại thôi. Thích cái gì của cô giáo mà lớn lên đó làm công nhân vắt sữa bò. Vova vào lớp 1, nhưng mà cậu ta chả chịu học
bởi vì cậu ta cho rằng cái kiến thức lớp 1 là không phù hợp với trình độ của cậu ta. Cậu ta muốn cô giáo cho cậu ta lên học lớp 3. Cô giáo thì bán tín bán nghi nhưng vẫn dẫn Vova lên ban giám hiệu để gặp thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng liền đố Vova. Vova, cho thầy biết 3 x 3 bằng mấy? Dạ thưa thầy, bằng 9 ạ. Tốt. Vậy ạ, 6 x 6 bằng bao nhiêu? Dạ thưa thầy, thầy bằng 36. Vậy 9 x 9 bằng bao nhiêu? Dạ thưa thầy, bằng 81 ạ. Giỏi. Cô giáo này, tôi nghĩ rằng trình độ này là đồng ý cho Vova lên lớp 3 đấy cô ạ. Cô giáo xen vào. Thưa thầy hiệu trưởng, để tôi hỏi thêm Vova một vài câu ạ. Được, mời cô hỏi. Vova này, cái gì ở con bò thì có 4 mà ở cô thì có 2? Thầy hiệu trưởng hơi kinh ngạc. Vova suy nghĩ một hồi rồi nói. Dạ thưa cô, đó là chân ạ. Vậy có việc gì mà khi làm thì con chó đứng 3 chân, còn con người thì đứng bằng 2 chân? Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên. Vova. Dạ thưa cô, đó là bắt tay ạ. Thế cái gì có trong quần của em, còn của cô thì không có? Thầy hiệu trưởng nhíu mày, suy nghĩ. Vova. Dạ thưa cô, đó là cái túi ạ. Đúng rồi Vova. Vova lên thẳng lớp 3 đi. Thầy hiệu trưởng. Cô này, thật ra thì tôi nghĩ là cho nó lên lớp 7 đi. Thú thật với cô, 3 câu đố của cô, tôi chả trả lời đúng được câu nào cô ạ. Ông nghĩ gì về ông hiệu trưởng? Vova đi vào lớp và ngắm nhìn tượng thần vệ nữ. Hôm sau, cô giáo hỏi cả lớp. Các em cho cô biết các em thích những bộ phận nào trên bức tượng thần vệ nữ nào? Dạ thưa cô ấy có cánh tay đẹp. Thưa cô ấy có đôi chân dài. Thưa cô, tượng thần vệ nữ có khuôn mặt khả ái. Thưa cô ấy có bộ ngực đẹp. Vasia, còn em thích cái gì của bức tượng? Vasia. Dạ thưa cô, em thích cặp mông của cô ấy. Vasia, em biến ngay khỏi lớp cho cô. Không gọi bố mẹ đến đây thì đừng có quay lại lớp nhé. Bỗng Vova cắp cặp đi theo Vasia. Cô giáo liền hỏi. Vova, bạn Vasia đi ra khỏi lớp còn em đi theo để làm gì? Vova quay lại phụng phịu. Thưa cô, đằng nào cô chả đuổi em ra khỏi lớp, bởi vì trên bức tượng kia chỉ còn duy nhất một bộ phận mà không bạn nào trả lời. Một phái đoàn kiểm tra đến nhà trẻ. Các nhân viên phát cho mỗi em một thỏi sô-cô-la có hình cô, cậu bé. Đến lượt Vova, nhân viên hỏi. Nào, bây giờ thì cháu thích cái hình nào nào? Hình cô bé hay là cậu bé? Vova. Dạ hình cậu bé ạ. Ồ, tại sao như vậy hả cháu? Dạ thưa cô, bởi vì hình cậu bé thì có thêm một mẫu nữa mà các cô bé không có. Một ngày Vova trốn học, hôm sau đến trường, cô giáo hỏi. Vova, hôm qua em làm gì mà lại không đến trường? Dạ thưa cô, em dẫn con bò cái đến chỗ con bò đực ạ. Ồ, thế bố em không làm được việc đó à? Thưa cô, bố em làm được chứ, nhưng mà con bò đực vẫn làm tốt hơn ạ. Ồ, suy nghĩ nhỉ. Các em học sinh cùng cô giáo chụp ảnh kỷ niệm. Cô giáo ra sức thuyết phục các em học sinh hãy lấy một vài bức ảnh để làm kỷ niệm. Sau này khi các em lớn lên, các em xem lại những bức tấm ảnh này, các em sẽ nói: đây là Masa này, bây giờ đã trở thành nghệ sĩ rồi đấy. Hoặc là còn đây là bạn Petia, bây giờ thì cậu ấy đã trở thành bác sĩ. Từ cuối lớp, tiếng Vova thốt lên giọng buồn buồn. Em sẽ chọn hình cô giáo ạ, vì sau này em sẽ nói: đây là cô giáo Innova của em, cô ấy đã chết từ lâu. Bố của Vova suốt ngày phàn nàn.
vì Vova lớn lên mà chả có người yêu. Bố Vova nói: Ôi trai tráng, gần nay tuổi đầu mà chả có cái con bồ nào cả. Mày là kém hơn cả tao đấy. Vova nghe vậy gân cổ cãi: Bố có giỏi thì thi tán gái với con xem, con với bố xem ai tán được trước nhé. Thi thì thi, tao sợ quái gì mày. Thế là hai bố con ra ngoài đầu ngõ, thấy một cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua. Vova tán tỉnh: Em ơi, anh yêu em, em có yêu anh không? Gặp đúng ngay cái cô đanh đá, quay lại và mắng: Yêu á, yêu của thằng cha mày á. Bố Vova nghe vậy nhảy cẫng lên: Đấy 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 nhá, yêu cái thằng cha mày, tức là yêu tao, nghe chưa? Mày thua rồi con nhá. Yêu cái thằng cha mày. Trong giờ học môn tự nhiên và xã hội, cô giáo hỏi cả lớp: Các em cho cô biết tại sao trong quân đội lại không có phụ nữ nào? Cả lớp im phăng phắc, chỉ có mỗi Vova là giơ tay. Cô giáo chờ một lúc không thấy ai giơ tay, đành phải gọi Vova. Vova: Thưa cô, trong quân đội không có phụ nữ là bởi vì khi nghe thấy khẩu lệnh nằm xuống thì phụ nữ toàn nằm ngửa thôi ạ. Mẹ dặn Natasha: Natasha này, con đi về muộn đấy thì nhớ phải cẩn thận nghe con. Lỡ có bị chặn đường làm bậy thì nhớ phải giữ bình tĩnh, vui vẻ vén cái váy của con lên, sau đó tụt cái quần của nó xuống nhé. Sau đó mình mới bỏ chạy. Cách kiểu đó thì đố cha nhà nó cũng không tài nào đuổi kịp được con. Nghe chưa? Hay đấy. Vova: Thưa thầy, sáng hôm nay em muốn đi câu, nhưng rồi ba em không cho phép em ạ. Thầy giáo: Thầy chắc là ba em đã giải thích cho em tại sao là không nên đi câu mà lại nên đi học, đúng không? Vì cái việc học quan trọng cái gì? Dạ, ba em có giải thích, nhưng mà ba em nói không đủ mồi câu cho hai người ạ. Ồ. Đề của một bài văn: miêu tả hình dáng cô giáo của em. Và đây là bài miêu tả cô giáo của bạn Vova. Cô giáo của em rất là hiền, nhưng mà cô hơi mập. Tóc của cô ngắn gọn được buông ra đằng sau. Khi đi thì tóc cô ve vẩy ngo ngoe y như cái đuôi con lợn mà khi em ra cho nó ăn cám. Cô có một đôi chân vòng kiềng. Có lần em nghe mẹ em bảo với mẹ của thằng Peta, đó là chân mà vòng kiềng như vậy thì sau này rất là dễ đẻ. Một lần Vova hỏi đứa bạn cùng lớp: Này, mình tè bằng chim, còn bạn tè bằng gì? Đứa bạn trả lời: Mình tè bằng bím. Này, thế không biết cô giáo tè bằng gì nhỉ? Đứa bạn vội vàng đi rình xem cô giáo tè bằng gì. Sau một lúc, nó chạy qua lại và thì thầm nói với Vova: Vova này, tớ thấy cô giáo tè bằng gì rồi đấy. Cô giáo á? Cô giáo tè bằng bàn chải. Mạnh quá. Vova lập gia đình. Đang ngồi xem tivi thì vợ của Vova quát: Anh có đi chợ mua cho tôi chai nước tương không? Vova tức giận: Đó không phải việc của đàn ông. Nghe vậy, vợ Vova nhăn mặt: Vậy thì xin mời anh vào trong buồng, cởi quần áo ra, tôi giao cho anh cái việc của đàn ông nhé. Vova: Linh ta linh tinh. Được rồi, đưa tiền đấy cho anh. Anh đi mua nước tương. Boris rủ Vova đến chơi nhà bà ngoại của Boris. Bà của Boris nhờ Boris vào trong bếp để sửa cho một cái vòi nước. Còn Vova thì ở ngoài phòng khách. Cậu ta tranh thủ nhấm nháp hết cái đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Vova cảm ơn bà và phân bua: Cháu cảm ơn bà về cái đĩa đậu phộng.
cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà rồi bà. Không sao, lúc trước nó còn là cái đĩa chocolate cơ đấy. Nhưng vì bà không còn răng nên bà đã mút hết cái lớp vỏ chocolate rồi. Nó chừa lại đậu phộng không đấy. Vô bà, ôi trời. Giờ học vẽ, cô giáo dạy học sinh lớp 2 vẽ hình trái tim. Cô giáo vẽ lên bảng một trái tim làm mẫu, rồi nói với học sinh. Bây giờ cô xin mời các em, chúng ta bắt đầu vẽ nào. Học sinh hí hoáy vẽ, duy nhất chỉ còn Vova không vẽ. Cô giáo hỏi. Vova, tại sao em lại không vẽ? Vova trả lời. Dạ thưa cô, bởi vì cô giáo vẽ thiếu ạ. Cô vẽ thiếu cái gì? Thưa cô giáo vẽ thiếu quần áo ạ. Ôi, trái tim mà có quần áo hả Vova? Dạ có chứ, tối hôm qua em nghe bố em nói. Ôi, trái tim của anh ơi. Nào, anh mặc quần áo cho em nhá. Nhà của Vova thì vừa nhỏ, chật chội. Ngày lễ Vova được nghỉ tới 4 ngày. Chính vì vậy nên cái chuyện vợ chồng của bố mẹ Vova diễn ra khó khăn quá, đặc biệt là ban ngày. Trong cái khó ló cái khôn, bố Vova nghĩ ra một diệu kế, bèn bảo Vova ra đứng ở ngoài ban công, nhìn xung quanh có gì hay thì nói vào cho bố mẹ biết. Khoảng nửa tiếng, nếu mà làm tốt thì sẽ có quà. Thế là công việc của Vova bắt đầu. Vova: Bố ơi, có hai cái xe tải đi ở dưới đường, một cái màu trắng, một cái màu đen. Nữa đi con. Bố ơi, trên trời có hai đám mây, một cái màu xanh, một cái màu trắng. Nữa đi con ơi. Tiếng mẹ vô va: Bố mẹ ơi, ở bên nhà bác Toàn có cỗ hay sao ấy, đông người tụ tập lắm. Nữa đi con. Nhìn xem bên nhà bác Ivan thế nào. Ôi mẹ ơi, bố ơi, ông bà Ivan đang làm tình. Ông bố giật mình: Sao con biết là đang làm tình? Thì cái con Natasha, bạn học của con ông bà Ivan cũng đang đứng ở ban công, nhìn sang nhà mình và khắp nơi chỉ trỏ giống con mà. Cô giáo đang đọc truyện Ba chú heo con cho các bạn nghe. Đến đoạn một chú heo con gặp bác nông dân để xin rơm. Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhá. Cô giáo ngừng lại tại đây và hỏi Vova: Con có biết bác nông dân nói gì không? Vova: Dạ thưa cô, bác ấy bảo. Trời ơi, một con heo biết nói này. Cô giáo tức đỏ mặt bởi vì không đúng nội dung của câu chuyện. Học tới bài sự tích bánh chưng bánh dày, cô lại hỏi tiếp: Thế em có biết bánh chưng có từ bao giờ không? Dạ thưa cô, nếu tính theo mùa thì có từ giáp Tết, còn tính theo ngày thì có tại hàng quà sáng lúc 5 giờ ạ. Cô giáo tức không chịu nổi nữa, liền mắng: Em có biết là em đã bị 2.2 tuần này rồi không? Dạ thưa cô, em hiểu ạ. Ý nghĩa của câu nói đó đó là ghét của nào trời trao của ấy ạ. Vova học lớp 1. Cô giáo lên lớp đứng trên bục giảng, sơ ý thả một tiếng thơ đầy ngọt ngào. Xong cô giáo giả bộ rơi phấn, rơi thước kẻ, xoa xoa gót giày xuống sàn, di di tay lên bảng hồng che đi. Vova ngồi ngay bàn đầu, thấy cô giáo làm quá nhiều cho mèo nên buông thõng thốt ra một câu: Đếch giống. Lộ. Vova cùng ba ông bạn cũ lâu ngày gặp gỡ tình cờ hội ngộ trong một nhà hàng sang trọng. Trong khi Vova đi vệ sinh thì ba ông kia bắt đầu khoe khoang về sự thành đạt của con cái mình.
Một ông nói: "Tôi rất tự hào về thằng con trai của tôi. Nó là một nhà kinh doanh địa ốc có tên tuổi và kiếm được rất nhiều tiền. Vì thế, nó rất hay làm việc từ thiện. Tuần trước, nó vừa hiến tặng một lô đất rộng ở ngoài thành phố đó." Ông thứ hai: "Thằng con của tôi thì cũng làm cho tôi đầy tự hào. Nó làm nghề bán xe hơi, kiếm được khá nhiều tiền. Tuần trước, nó vừa hiến tặng một chiếc Ferrari cho một tổ chức từ thiện đấy." Ông thứ ba tham gia: "Nhiều lúc là tôi cũng không giấu được cái niềm tự hào về thằng con của tôi. Nó kiếm được rất nhiều tiền và cũng thích làm từ thiện. Tuần trước, nó vừa hiến tặng một ngôi nhà trị giá 1 triệu đô la đấy." Đúng lúc đó, Vova quay lại. Sau khi biết về chủ đề mọi người đang bàn tán, Vova cũng kể thành tích của con trai mình. Thằng con tôi thu nhập thì khá khá. Nó làm vũ công thoát y ở một câu lạc bộ đồng tính luyến ái. Tuần trước, nó kiếm được một lô đất rộng, một chiếc Ferrari và một ngôi nhà trị giá 1 triệu đô la. Wow. Đều là ba cái sản phẩm của ba anh kia. Vova năm nay 5 tuổi. Hằng ngày nó thường đi xe buýt đến trường mẫu giáo. Một lần nó gặp một thằng bé có lẽ cùng tuổi với nó. Chúng nó ngồi ở hàng ghế đối diện với một đứa bé gái mặc váy rất là ngắn. Chúng bắt đầu làm quen với nhau. Vova hỏi thằng bé: "Này, bạn mấy tuổi rồi?" "Tớ cũng không biết nữa," thằng bé trả lời. Vova tiếp: "Thế bạn nhìn cái váy của con bé kia, bạn có thấy gì không?" "Tớ chả thấy gì cả." "Thế thì bạn mới có 4 tuổi thôi." "Chưa thấy sướng là ít hơn 1 tuổi." Cô giáo giảng giải nguồn gốc loài người xuất phát từ sự tò mò của Adam và Eva. Vova giơ tay: "Cô ơi, cô nói sai rồi. Bố em nói rằng tổ tiên của chúng ta là khỉ." Natasha ngồi kế Vova quay sang bảo: "Vova, cô giáo đâu có nói riêng nguồn gốc của gia đình nhà cậu." "Úi giời, chết chưa." Vova và bạn nó là Petia nhìn thấy một người đàn ông trần truồng có cái bụng rất to ở trong bồn tắm. Hai đứa liền hỏi: "Bác ơi, bác có cái gì trong bụng đấy?" "Bòm đấy," người đàn ông trả lời. Vova cầm sẵn bật lửa và thì thầm vào tai Petia: "Petia này, chúng mình làm cho nó nổ đi." Petia: "Không được, không được. Cái ngòi nó ngắn quá, nguy hiểm lắm." Một hôm, Vova tới lớp, cô giáo dạy học sinh về chân lý, có công mài sắt, có ngày nên kim. Cô ví dụ: "Nếu chúng ta chịu khó nuôi một đàn gà, thì sau này chúng ta sẽ thu được rất nhiều những quả trứng rất là ngon." Vova ở bên dưới nói với cậu bạn ở bên cạnh: "Tớ chả cần nuôi gà cũng có trứng." Cô giáo nghe được giận dữ, liền gọi Vova đứng dậy, đuổi ra ngoài hành lang. Vova đi đến cửa, vẫn ngoái lại: Thì em nuôi một đàn vịt mà cô." Một hôm, cô hàng xóm gọi Vova sang và hỏi: "Vova này, nếu cô cho cháu chọn giữa 10 đồng và 1 đồng, thì cháu chọn đồng nào?" "Dạ thưa cô, cháu chọn 1 đồng ạ." Cô hàng xóm ngạc nhiên đưa cho Vova 1 đồng. Cả tháng sau, ai ai cũng thử Vova giống y như cô hàng xóm nọ. Họ còn kháo với nhau rằng: "Cái thằng Vova ngu lắm, cho nó 10 đồng và 1 đồng nó lại chỉ lấy 1 đồng." Tin đến tai mẹ Vova, bà liền nọc Vova ra, đánh một trận rồi than thở:
Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này? Có cái thằng con lại ngốc nghếch, 10 đồng không lấy, đi lấy á, 1 đồng. Vô va, bịt miệng của mẹ lại, thì thầm. Mẹ ơi, khẽ khẽ thôi. Mẹ biết không, con mà lấy 10 đồng thì con chỉ được một lần 10 đồng thôi. Nhưng mà bây giờ con đã được 60 đồng rồi này. Ồ, diệu kế, diệu kế. Vô va chạy về nhà, khoe với mẹ. Hôm nay con làm được một việc tốt đấy mẹ. Ờ, việc gì thế con trai? Dạ, con đã đưa một cụ già qua đường đấy. Ôi, thật là một việc tốt. Ờ, từ ngày mai con hãy phát huy nhá. Ngày hôm sau. Mẹ ơi, hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tốt đấy. Ô, việc gì mà nhiều thế hả Vô va? Dạ, con và các bạn đã đưa một bà cụ qua đường. Sao hôm nay lại nhiều bà cụ qua đường thế hả con? Không, vẫn một bà cụ hôm qua mà. Hôm nay con và các bạn vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường những 35 lần đấy. Nhưng mà sau đó bà cụ mệt không muốn qua đường nữa mẹ ạ. Trong lớp học, cô giáo hỏi Vô va. Vô va cho cô biết, trên cây có 10 con chim. Một người thợ săn bắn chết một con, hỏi còn mấy con? Dạ thưa cô, tiếng súng nổ làm chim bay đi hết, làm gì còn con nào? Sai rồi Vô va, súng săn bây giờ là súng hơi, làm gì có tiếng nổ, vẫn còn 9 con. Tuy nhiên, cô rất thích kiểu suy nghĩ của con đấy. Dạ thưa cô, thế em đố cô nhé. Có 3 cô gái cùng ăn kem. Một cô cắn từng miếng kem một, một cô ngậm và mút que kem, một cô thì để cho kem chảy vào miệng rồi nuốt. Hỏi trong 3 cô ấy, cô nào đã có chồng rồi? Cô giáo suy nghĩ một lúc, đỏ mặt, rồi bảo Vô va. Vô va, em lại nói bậy rồi. Cô đuổi em ra ngoài lớp đấy nhá. Vô va, thưa cô, người có chồng là người tay có đeo nhẫn cưới á. Tuy nhiên, em rất thích cái suy nghĩ của cô đấy. Trong giờ học về phép lịch sự, thầy giáo giảng. Trong xã hội hiện đại, chúng ta luôn phải cư xử hết sức văn minh và lịch thiệp cũng như đầy tế nhị, đặc biệt là đối với phụ nữ. Ví dụ, khi thấy váy của một cô gái bị vấy bẩn thì các em nên nhắc một cách đầy khéo léo như: trên vai cô gái có vết bẩn đấy. Cô gái sẽ nhìn xuống vết bẩn ở trên váy của mình. Cả lớp vẫn im phăng phắc và gần như không có ai phản ứng gì trước chỉ dạy của thầy giáo. Trong khi đó thấy Vô va gật gật gù. Vô va, em cho ví dụ để các bạn trong lớp hiểu rõ hơn nào. Vô va gãi gãi đầu, chưa biết trả lời ra sao, thì nhìn thấy hôm nay thầy giáo quên cài phẹt mưa tuya. Vô va liền cho ví dụ. Dạ thưa thầy, dây kéo trên cà vạt của thầy bị tuột rồi đấy. Cô giáo hỏi cả lớp xem lớn lên các bạn ước mơ làm gì. Natasha. Dạ lớn lên em làm bác sĩ. Đến Petia. Em thì em làm phi công. Vô va. Em ước mình đầy lông. Ồ sao vậy Vô va? Dạ bởi vì chị em có mỗi cái đám lông bằng cái bàn tay mà đã kiếm được bộn tiền rồi đấy. Ôi giời, bậy thế. Vô va về già, trồng được một giống củ cải cho năng suất rất cao. Ông vẫn thường tự hào rằng củ cải của mình là to nhất. Một hôm, thằng con trai của Vô va ở trên trường nông nghiệp của tỉnh về chơi có biếu ông một bộ quần áo. Nó nói rằng: bố ơi, hôm nào nóng nực á, bố mặc cái bộ này vào bố sẽ thấy rất mát. Cái bộ này người ta gọi là bộ pyjama.
Một tối thấy trời nóng quá, ông mới đem ra mặc rồi dạo chơi trong vườn củ cải của mình và thấy thật là mát mẻ. Trong lòng khoan khoái vô cùng, ông liền nghĩ ra và đặt tên cho cái vườn cải nhà mình, đó là vườn Pyjama. Thời gian sau, một hôm nhớ con, ông lão khăn gói lên trường thăm con. Khi đi ngang qua một lớp, nghe thấy tiếng cô giáo đang giảng về một giống củ cải rất to. Ông vội chạy vào và kêu lên: "Củ cải này chưa to, củ cải trong pyjama của tôi to hơn nhiều." Ông hài hước từ nhỏ cho đến lớn, ông Vova. Vova lên lớp 6, bị bắt buộc phải học tiếng Anh. Nhưng rất tiếc, Vova của chúng ta lại bị thiểu năng về cái môn English for Today này. Một hôm, cô giáo bắt Vova phải làm bài tập về nhà. Vova phải chia các ngôi: I, he, she, you. Điều này quá khó với Vova. Vova đành phải nhờ đến bố. Bố của Vova cầm bài tập của Vova, sau một cú bạt tay vào thằng con ngu dốt. Ông giải thích: "Này, để ý nhá. I là tao, tao là bố mày, you là mày, mày là con tao, she là cô ấy là chị mày cũng là con tao. Còn he là anh ấy là anh của mày nhưng cũng là con tao." "Dạ vâng, con hiểu rồi thưa bố." Hôm sau, Vova đến lớp và xung phong lên bảng ngay. Vova bắt đầu trả bài cho cô giáo: "Dạ thưa cô, ai là tao, tao là bố mày, you là mày, mày là con tao, si là cô ấy là chị mày cũng là con tao, hi là..." Cô giáo bị đau tim. "Vova, Vova, em đừng nói nữa, đi về chỗ, đau tim." Trong một cuộc thi "Chúng ta biết gì về phụ nữ" do tạp chí Phụ Nữ tổ chức, người đoạt giải nhất Vova, 10 tuổi. Sau đó, ban tổ chức nhận được một bức thư khiếu nại từ một thành viên: "Tôi biết đàn bà từ năm 12 tuổi. Năm nay là tôi đã gần 70 tuổi rồi. Vậy mà ban tổ chức lại cho rằng một đứa trẻ danh 10 tuổi hiểu biết về phụ nữ hơn tôi là sao?" Thư trả lời đến từ ban tổ chức. Trong câu hỏi đầu tiên của chúng tôi, "Ở đâu phụ nữ lông xoăn nhất?", Vova đã trả lời đúng, đó là ở trung tâm châu Phi. Còn ông trả lời ra sao? Ông lại còn minh họa nữa chứ. Đến câu hỏi thứ hai, chúng tôi hỏi cơ quan chính của phụ nữ tên gọi là gì? Vova đã trả lời đúng, đó là Hội Phụ Nữ Thế Giới. Còn ông trả lời như thế nào? Ông lại còn vẽ minh họa nữa. Đến câu thứ ba của chúng tôi, người phụ nữ khắc khoải chờ đợi cái gì hàng tháng? Vova đã trả lời chính xác, đó là tạp chí Phụ Nữ. Còn ông trả lời ra sao? Đáng mừng là ông chưa có vẽ hình minh họa. Vova hỏi mẹ: "Mẹ ơi, có phải thật sự là chúng ta được Chúa nuôi không?" "Nói chung là như vậy con ạ." Thế còn trẻ con được sinh ra bằng rốn hả mẹ?" Đúng rồi con." Còn quà thì được ông già Noel tặng ạ?" "Phải rồi con." "Mẹ ơi, thế thì chúng ta cần bố để làm gì?" Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ: "Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng viên gạch rơi xuống đầu, cậu ta chết ngay tại chỗ. Còn cô bé đội mũ bảo hiểm cũng bị viên gạch rơi xuống đầu, nhưng mà cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp." Giọng của Vova vang lên: "Dạ vâng, em biết cô ta đấy. Cô ấy đến bây giờ vẫn còn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa cười thầy ạ."
Nhặt lá đá ống bơ đó. Bố của Vova là một bác sĩ. Một hôm đang chơi đùa cùng Natasha ở nhà, bất thình lình Natasha mở một cánh cửa tủ và hét lên đầy kinh hãi khi nhìn thấy một bộ xương người. Không có việc gì đâu, Vova nói. Bố tớ cất ở đây lâu rồi. Thật không? Tại sao thế? Tớ cũng không rõ nữa. Có thể đấy là bệnh nhân đầu tiên của bố tớ đấy. Bệnh nhân đầu tiên. Lên trung học, Vova trổ mã, bảnh trai hơn cả bố. Các bé ở trường là cứ tíu tít vây xung quanh thôi, đặc biệt là bé Natasha. Vào một buổi tối học thêm, sau khi tan học, Vova rủ Natasha ở lại lớp để chơi trò chơi người lớn. Điện ở trong phòng bắt đầu tắt. Vova được 5 giây lại chạy ra ngoài, sau đó chạy vào và chỉ 5 giây Vova lại chạy ra, sau đó chạy vào và 5 giây lại chạy ra. Cứ như vậy đến 8-9 lượt đấy. Natasha ngạc nhiên vừa phục Vova, không ngờ thằng này lại đỉnh như vậy, liền cúi xuống thỏ thẻ. Vova, anh thật là tuyệt vời đấy. Ồ, anh không phải Vova, anh là Ivan. Thằng Vova nó đang đứng bán vé ở ngoài cửa lớp. May mà tôi nói có 5 giây đấy, chứ 5 phút thì đẳng cấp. Trong giờ học về lịch sử Việt Nam, thấy Vova lơ đãng, cô giáo liền hỏi: Vova, cho cô biết ai đã lấy trộm nỏ thần của An Dương Vương? Vova: Dạ thưa cô, em không lấy ạ. Cô giáo giận quá, mời phụ huynh đến trường. Cô giáo nói: Trong giờ học lịch sử Việt Nam, tôi hỏi ai đã lấy trộm nỏ thần của An Dương Vương. Vova đã không chịu nghe giảng, lại còn trả lời: Thưa cô, em không lấy ạ. Bác thấy đấy, có chịu được không chứ? Bố Vova nghe vậy liền đáp: Cháu là nhà tôi vốn nó thật thà, nó đã nói là không lấy, tức là nó không lấy đâu cô ạ. Tuy nhiên để tôi về nhà xem có đứa nào bạn nó có vu oan hay là cất ở nhà không, tôi nói lại với cô giáo nhá. Cô giáo càng bực, mách với thầy hiệu trưởng. Chả dè, thầy hiệu trưởng nói: Trẻ con bây giờ thì nó nghịch ngợm, nó chót lấy, nó chơ chán, mai nó lại trả lại mà. Vova 5 tuổi, đi dạo phố cùng với mẹ, bỗng giữa đường thấy có hai con chó, một trên, một dưới. Lạ quá, Vova hỏi mẹ: Mẹ ơi, hai con chó đó nó đang làm gì đấy? Nó đang cõng nhau. Nó cõng nhau đi đâu hả mẹ? Mà con thấy con bên trên có bị què đâu mà con bên dưới phải cõng. Thì con bên trên nó bị ốm, con bên dưới nó cõng đi gặp bác sĩ để chữa bệnh đấy con. À, con biết rồi, cái bệnh này là bệnh kinh phong đấy. Thảo nào con thấy nó cứ giật tới giật lui hoài mẹ nhỉ. Vova đứng ở ngưỡng cửa nhà mình đón những thanh niên đến tán tỉnh chị gái của mình. Em nhìn thấy anh ôm hôn chị gái em đấy. Ý, Vova, đừng có nói to nhá. Này, anh cho em 2 rúp. Cảm ơn anh, nhưng mà em lấy 1 rúp thôi. Ồ, sao vậy? Dạ, thì em chỉ lấy 1 rúp, anh nào em cũng lấy đều như nhau hết á. 1 rúp thôi, trả anh 1 rúp nhá. Kinh doanh. Vova đang đi chơi thì thấy Natasha dắt chó đi dạo, liền chạy đến và nói: Ôi, em có con khỉ đẹp quá. Natasha đáp: Đây là con chó mà Vova. Vova trả lời: Thì tớ đang nói chuyện với con chó này mà. Biết chơi đều đấy. Cô giáo nói với Vova: Vova này, em mà lười học thì chỉ làm khổ bố mẹ em thôi đấy.
bố em lại bảo rằng chính cô mới là người làm khổ bố em đấy, làm bố em phải suy tư, thỉnh thoảng còn mất ngủ nữa ấy. Em không đùa đấy chứ, cô làm gì mà ảnh hưởng đến bố em? Thì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm đâu có khỏe. Lớn lên, Vova đi làm bác sĩ. Một hôm gặp một bệnh nhân rất khó tính và không ai dám làm việc mà bệnh nhân này yêu cầu. Vova gặp và gọi anh ta đến bệnh viện. Anh chàng bước vào bệnh viện đòi giải phẫu cái ấy của anh ta cho nó dài đụng đất và trả trước một khoản tiền kha khá. Sau khi được chụp thuốc mê, anh ta chả còn biết gì nữa. Hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy đôi chân của mình đã bị cắt cụt tới tận bẹn, anh ta cự nự nói với Vova: bác sĩ, tại sao đôi chân của tôi lại bị cắt thế này? Vova: thì anh muốn cái ấy của anh dài đụng đất, bây giờ anh xem nó đã đụng đến đất hay chưa. Vova đi học về mặt buồn thiu. Bố Vova hỏi: Vova, sao hôm nay lại buồn thế? Hôm nay con bị điểm không môn thể dục. Tại sao lại điểm không? Ba nghĩ là mày giỏi môn thể dục lắm cơ mà. Hôm nay trong giờ thể dục, cô giáo bảo giơ chân trái lên, rồi giơ tiếp chân phải lên. Bố Vova nghe vậy bảo thế thì đứng bằng chim à? Dạ vâng, con cũng bảo như thế. Điểm không đi bố. Hai bố con nhà ông. Vova có người yêu và cảm thấy bực mình khi nàng hay làm phiền. Một hôm nhận được tin nhắn: khi anh ngủ, hãy gửi cho em những giấc mơ nhé. Khi anh vui, hãy gửi cho em những nụ cười. Còn khi anh khóc, hãy gửi cho em những giọt nước mắt. Vova liền gửi lại: thế khi anh đang ở trong toilet thì gửi cho em cái gì? Đã từ lâu, vào mỗi đêm Vova vẫn thường nghe mẹ đay nghiến ông bố vô dụng. Lúc mà lâm trận thì toàn bắn đạn lép. Trong khi Vova đã đọc rất nhiều sách và nó hiểu thế nào là đạn lép. Một hôm, bố Vova gọi cậu ta ra và nói: Vova này, mẹ con sắp có em bé rồi đấy. Con sắp có em trai rồi nhá. Sau đó, ông cười đầy mãn nguyện. Nhưng ngược lại thì Vova rất là đăm chiêu. Thấy vậy, bố Vova hỏi: này, sao con lại không vui mừng, đăm chiêu thế? Con thì con rất thích có em đấy. Nhưng mà bố đã nghi. Đã bố đã nghi ngờ cho ai chưa hả bố? Đạn lép. Bố Vova mua được một cái nhà máy nhỏ sản xuất giò. Sau đó ông nói với Vova: này, nếu mà nhét một con cừu vào đầu này thì đầu kia sẽ cho ra 9 thanh giò, 2 thanh nộp nhà nước, 7 thanh giữ lại cho mình. Con hiểu chưa? Dạ con chưa hiểu. Đây, chỗ này nhét con cừu, chỗ kia cho ra cục giò, 2 cục nộp cho nhà nước, 7 cục giữ lại cho mình, hiểu chưa? Dạ khó hiểu quá. Thế bố ơi, thế có cái máy nào mà làm ngược lại được không? Tức là nhét cục giò thì cho ra con cừu. Có, cái máy đó là mẹ mày đấy. Vova phàn nàn với một người bạn ngồi cùng bàn: hôm qua tao bị ông già tẩn tao 2 lần đấy. Vì sao vậy? Lần thứ nhất tao cho ông già xem sổ liên lạc, trong đó toàn là điểm xấu thôi và những cái dòng phê của giáo viên về cái tội nghịch ngợm. Còn lần thứ hai đấy là khi ông già nhận ra đó chính là quyển sổ liên lạc cũ của ông già. Ừ.
Mẹ của Masa chạy sang than phiền với bố của Vova. Ờ, ông này, ông sang mà xem kìa, con trai ông ạ đang chơi trò bác sĩ với con gái tôi đấy. Ôi gì, chúng nó lớn rồi, tìm hiểu một chút về sinh lý là chuyện bình thường, có gì bà phải ầm ĩ lên thế? Bố Vova vừa đọc báo vừa thản nhiên trả lời. Trời ơi, tìm hiểu sinh lý thì đã đành, đằng này thằng con trai ông nó đang mổ ruột thừa cho con gái tôi đây này. Trong tiết tập làm văn, thấy Vova luôn là người hăng hái, cô giáo gọi Vova lên bảng. Vova, con hãy miêu tả một chú gà trống ở trong khu vườn. Vova bắt đầu hồn nhiên miêu tả. Dạ, buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, tỏa những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em. Hay quá, hay quá, hay quá. Cả lớp suýt xoa. Dạ, chú gà trống đĩnh đạc bước ra giữa vườn, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi. Ôi tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Lại có tiếng suýt xoa của cả lớp. Sau đó, chú gà trống nhảy lên lưng chị gà mái. Thôi, 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 được rồi. À, xuống, xuống, xuống ngay, vô va, xuống ngay. Cô giáo hốt hoảng. Nhưng chú gà trống nhà con đâu có chịu xuống ngay thưa cô. Nó đang đạp, đạp mà. Vô va vẫn hồn nhiên. Cô giáo. Trong lúc đang học căng thẳng, cô giáo thay đổi không khí bằng cách đố vui. À, cô đố các con, à, con gà thì nó sẽ đẻ ra cái hột gì nào? Dạ thưa cô, đẻ ra hột gà. Ừ, thế à, con vịt thì đẻ ra hột gì? Dạ thưa cô, con vịt đẻ ra hột vịt ạ. Ồ, bây giờ à, cô cho các em đấu lại cô đấy. Vova đứng dậy. Dạ em đố cô, con chim le le thì nó đẻ ra hột gì? Cô giáo bậy quá. Bài văn gây sốc của Vova. Đề bài: mỗi con người đều có một năng lực đặc biệt. Em có thể tìm năng lực đặc biệt đó của bản thân hay không? Hãy lấy ví dụ. Bài làm: em có khả năng tiên đoán trước được mọi sự việc chính xác 100%. Ví dụ, như em biết kỳ thi này em sẽ trượt. Lời bình: nếu mà đánh cho cu cậu trượt thì hóa ra cu cậu lại đoán đúng. Mà đoán đúng thì lại phải cho cu cậu đậu. Nhưng mà cho đậu thì hóa ra đoán sai. Thật khó cho các thầy cô. Thưa quý vị, và đến đây Khánh Toàn xin khép lại chuyện cười Vovo Chica đầy lém lỉnh, đầy thú vị, đầy hài hước của một cậu bé thông minh nhưng cũng đầy châm biếm. Chúc mọi người và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng.